Đã bao lâu rồi? Hơn 3. Hả? Hơn 30 năm rồi. Ông bá ơi. Mà hai nữa nó vừa mới phục. Mới vừa mới phục nữa. Trời đất ơi. Nó phục 4 năm lần. 4 năm lần dưới tục vậy. Mà hôm qua giờ có nhìn ăn không? Có không khí chưa? Rồi mà thấy dễ chịu chưa? Cũng khoan khoái. Nó khoan khoái chút xíu em. Nhưng mà 30 năm rồi. Anh làm nghề gì? Em làm phân bác. Đấy. Mà ông khuôn nặng quá. Phụ hộ bác sĩ. Khổ quá. Thôi bây giờ ông đi qua vòng thử coi. Đó. Cái tướng tá đi cô chán rồi chứ. Vậy mà đầu tiên cưới thêm vợ nữa. Đó là vậy đó. Rồi. Anh ngồi đây đi. Bây giờ tôi chỉnh lại cho anh. Dạ. Nhưng mà cái mà tôi hướng dẫn anh á, hồi nãy giờ tôi nói đi nói lại, đừng bao giờ quên. Dạ. Nha. Rồi bây giờ phải biết giữ sức khỏe của mình. Vì quý em tắc bây giờ người ta không có cho khuân là quá 25kg. Dạ. Nhất là cái tư thế cực kỳ là quan trọng. Cho nên anh bây giờ anh có chữa mà có ổn định đi nữa thì cũng phải coi chừng lại ha. Chứ còn đừng có chủ quan quá. Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 55. 55 rồi á. Mà cứ về phải đau đớn vậy đó. Thì cứ đi phù hồ thì nó phải xích xô bác sĩ. Mời đứng dậy. Xích xô bác sĩ thì nó phải khổ vậy ha. Coi kệ nó. Rồi. Bây giờ quay tay đi. Cái tay kia đó. Được tới đó. Ok. Bên này thì xa hơn. Đó, được rồi, ok. Đó, rồi cứ đứng vậy ha. Vậy để tôi điều chỉnh cho nha. Rồi đó là vợ con được mấy đứa con? Dạ, em được hai cháu. Hai cháu vậy được rồi ha. Một trai một gái. Dạ. Lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn 29. 29 tuổi à? Rồi nó có đỡ đần gì cho bố không? Chưa đỡ đâu. Chứ làm gì không có đỡ? Thì bây giờ nó vẫn chưa lấy vợ lấy con thì nó cứ lo toan. Thì nó cũng đi làm được rồi. Và nói chung là nó làm lại nhiều như rồi nhà ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu đó. Đi nhà là lên tới đây. Dạ. Rồi giờ tối ở đâu? Tối em về chỗ nhà bà chị ở trên chỗ Đầm Sen. À Đầm Sen đi gần rồi. Vậy đỡ rồi. Ghê không? Nè rắc ra. Xương gốm rồi. Rồi, nằm đây. Nằm nữa. Đây. Rồi, nhấc mông lên. Rồi, ở Vũng Tàu lâu chưa? Dạ, em gần 30 năm. Ồ. Nhưng mà Vũng Tàu cũng đỡ là đồ ăn đồ rẻ ha. Dạ cũng không mất nhưng cũng rẻ hơn. Ủa vậy? Cũng không bị đông mất như vậy. Để tôi tự nhiên này đó vậy ha. Anh Giang. Dạ quá ha. Nằm yên. Đã quá. Nghe nó đây, nghe cũng hết đau ha. Nghe nó nhẹ. Rồi được rồi, quay qua đây.
đó. Giờ phải chỉnh lại cái cuộc sống không cho nó ngay lại nữa, khổ ghê lắm em. Đây đây nè, đây nè, nó lồi cục đây nè em, giờ phải đẩy đi vô. Rồi để yên, cứ để yên, mình đừng đừng ôi dồi ôi. Thế nào? Chắc nó vào rồi này. Nó nhẹ, nằm đâu luôn. Nó nhẹ sao? Ngồi xuống đi. Nhẹ, không thấy cái còn vướng vướng ở đâu. Không. Rồi, bây giờ đi tới luôn để coi sao. Đi ngon là đi, đi mạnh dạn lên. Đấy, bây giờ đi khác rồi ha. Đi tới luôn mạnh một chút đi. Đi giờ là còn tạo kiểu. Đẹp silo. Rồi sao? Không còn vướng nữa rồi. Không còn vướng nữa mà cảm thấy nó làm gì nó đi đâu mất hả? Nó đi đâu mất rồi. Thôi ngồi xuống đi. Thiệt ra là anh nói anh đi đâu mất nhưng mà chưa đâu mất đâu. Bây mình thấy cái thứ nó đi á vẫn chưa có ngay. Nè, rồi nằm xuống đi. Đấy, đó thẳng cái người ra, thẳng người ra đó vậy đó, vậy đó, đó nằm thẳng người ra vậy đó, thấy chưa? Rồi co cho người lên. Đấy, co về nè đó. Tại vì là nó cụp cái lưng rồi giờ mình kéo lại rồi nha. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy bắt đầu khác rồi. Rồi. Giờ nó đi đâu rồi? Nó ngay có vướng đi đâu? Đi đâu? Không vướng đâu đi làm việc. Không nghe vướng mắt gì hết. Không có, bây giờ cứ đi mạnh bạo cho tôi nhanh lên coi. Đứng đi khác rồi đó. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cảm ơn thân nhiều. Bây giờ nghe tâm nó không còn cái mắt ở đây nữa. Bây giờ bao nhiêu bệnh tật cứ đi đâu mất cái này. Rồi đi đâu hết rồi. Rồi không cố gắng nè, học đi nha. Rồi dính đá hút không khí rồi chùm đá để cho nó hết luôn. Ok rồi, xin hoan nghênh. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.